Danh tướng Tào Ngụy khỏe nhất Tam Quốc hơn cả các danh tướng thuộc Hán. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, vào thời đại Tam Quốc, các anh hùng hào kiệt nổi lên khắp nơi, quần hùng thi nhau tranh bá. Thế nhưng trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, chỉ tập trung tô vẽ hình tượng của các danh tướng thuộc Hán như là Quan Vũ, Trương Phi hay là Triệu Vân với sức mạnh vô song, được gọi là hổ thần một thời, sức địch vạn người. Tuy nhiên, theo các sử gia Trung Quốc, nước Ngụy cũng có một đại tướng quân uy danh hiển hách về tài trí và sức mạnh không thua kém gì những anh hùng Ngô Thục, nhưng lại được ít người biết đến. Thậm chí nhân vật này còn được đánh giá là dũng tướng khỏe nhất Tam Quốc. Vậy đó là nhân vật nào trong lịch sử Trung Quốc và tại sao danh tướng này lại được đánh giá cao đến vậy? Tất cả sẽ được chúng tôi tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hứa Trừ nổi tiếng là công thần khai quốc của nhà Tào Ngụy. Ông cũng từng là tướng hộ vệ, luôn theo sát bên cạnh Tào Tháo. Hứa Trừ nổi danh với sự trung thành, tận tụy, không ngại hiểm nguy và sức khỏe phi thường. Hổ tướng được Tào Tháo tin cậy nhất. Theo các nhà sử gia Trung Quốc, Hứa Trừ bình sinh có sức vóc hơn người, tinh thần gan dạ, ít ai theo kịp. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, tình trạng cướp bóc nổi lên ở khắp nơi. Hứa Trừ không thể sống một cách bình yên, ông cùng họ hàng và người dân địa phương đứng lên chống giặc cướp. Nhờ sức mạnh hơn người mà Hứa Trừ đánh dẹp hết các đợt tấn công của quân giặc cho đến khi hết lương thực, vũ khí. Cực chẳng đã, Hứa Trừ bèn tìm cách cầu hòa, đổi trâu lấy lương thực. Khi quân giặc đến lấy trâu, một mình Hứa Trừ cầm đuôi trâu kéo hơn 100 bước, khiến kẻ địch kinh hãi. Danh tiếng Hứa Trừ từ đó vang dội khắp nơi. Tam Quốc Diễn Nghĩa viết rằng khi Tào Tháo truy kích quân giặc, tướng giặc chạy đến nơi Hứa Trừ, nhưng ông không giao nộp cho tướng của Tào Tháo là Điển Vi mà còn đòi so bì cao thấp với Điển Vi. Tào Tháo đã phải nghĩ kế bắt sống, dụ hàng thì Hứa Trừ mới quy phục. Khác với các danh tướng khác, lần lượt qua đời trong chiến trận hoặc chết già, Hứa Trừ là một trong những người hiếm hoi gắn bó với Tào Tháo đến cuối cùng. Ông được Tào Tháo tin cậy, giao cho làm cận vệ. Năm 200, Hứa Trừ tháp tùng Tào Tháo đánh trận Quan Độ, chống thế lực Viên Thiệu. Nhờ có Hứa Trừ luôn theo sát bên cạnh mà Tào Tháo thoát khỏi âm mưu ám sát. Một trong những công trạng lớn nhất của Hứa Trừ là lần cứu chủ nhân khỏi quân Mã Siêu ở ải Đồng Quan. Ông không ngần ngại lấy thân mình che chở, giúp Tào Tháo tránh khỏi một trận mưa tên. Đến khi cao tuổi, Hứa Trừ vẫn theo sát bảo vệ Tào Tháo. Ngay cả những người thân thích của Tào Tháo cũng phải tuân thủ phép tắc quy định. Điều này khiến Tào Tháo hết mực tin tưởng và kính trọng ông. Năm 220, Tào Tháo mắc bệnh mà qua đời, Hứa Trừ tiếp tục phục vụ dưới trướng con trai Tào Tháo là Tào Phi. Đây cũng là quãng thời gian nhà Tào Ngụy phát triển rực rỡ nhất. Tháng 12 cùng năm, Tào Phi chính thức lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Ngụy đế, truy xưng cha mình là Tào Tháo làm Vũ hoàng đế. Sử sách Trung Quốc không nêu rõ Hứa Trừ mất vì sao, nhưng ông qua đời trong khoảng năm 230, sau 40 năm theo Tào Tháo và nhà Tào Ngụy. Sức mạnh vô song. Theo các nhà sử gia Trung Quốc, thời kỳ Tam Quốc nổi lên không ít bậc kỳ tài, nhưng hiếm có ai có sức mạnh vô song như Hứa Trừ, lại kết thúc cuộc đời một cách viên mãn. Những người yêu Tam Quốc Diễn Nghĩa sau này cũng đều cho rằng Hứa Trừ là hổ tướng mạnh nhất trong Tam Quốc, hơn cả Quan Vũ, Lữ Bố. Xét trên phương diện đấu tay đôi, Hứa Trừ gần như không có đối thủ. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hứa Trừ từng so tài với các dung tướng khác như Điển Vi, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và không ít trong số đó là những cuộc đấu bất phân thắng bại. Một trong những tình tiết thể hiện sức mạnh của Hứa Trừ được người đời sau ghi nhớ nhất là màn so tài cao thấp của Mã Siêu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong trận Đồng Quan, Mã Siêu và Hàn Toại cùng với 8 tướng ở vùng Quan Trung hợp thành liên minh để chống lại triều đình với hơn 10 vạn binh mã. Tháng 7 năm 211, Tào Tháo đích thân mang quân đánh Mã Siêu. Đến Đồng Quan, ông bí mật phái Từ Hoàng và Chu Linh mang 4.000 quân vượt bến Bồ Bàn, đóng trại ở Hà Tây để chặn đường lui của Mã Siêu. Mã Siêu bàn với Hàn Toại, chia quân ra chặn ở bờ Bắc ngăn quân Tào, nhưng Toại không nghe theo nên Siêu bèn tự mình hành động. Nhân lúc Tào Tháo mang đại quân vượt sông, Mã Siêu bất ngờ mang một vạn quân đánh úp, bắn tên như mưa. Binh lính trên thuyền Tào Tháo lần lượt trúng tên mà chết. Hứa Trừ một tay cầm yên ngựa che cho Tào Tháo, tay kia chè thuyền vượt sông. Hứa Trừ nổi danh là có sức mạnh hơn người, nhưng vẻ ngoài lại trông khá đần độn, nên thường được gọi là hổ dại, điên. Mã Siêu sau khi nghe danh Hứa Trừ nên muốn gặp mặt.
Hứa Trừ bước ra trợn mắt nhìn Mã Siêu. Hai người nhìn nhau nhưng không giao chiến. Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung kể rằng Hứa Trừ khiêu chiến với Mã Siêu rồi lao vào tỉ thí đầy căng thẳng. Siêu cầm giáo, Trừ cầm đao, đánh nhau hơn 100 hiệp. Đến khi ngựa trườn chân lại, vào thay ngựa, đánh gần 200 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Hứa Trừ nổi điên chạy về, cởi áo giáp vào mũ, vác sao cưỡi ngựa, quay lại quyết chiến. Hứa Trừ giáng sức bổ đao xuống đầu Mã Siêu. Siêu tránh được toan đâm giáo vào bụng Hứa Trừ thì bị Trừ túm được giáo bẻ làm đôi, mỗi bên một nửa. Tào Tháo khi đó đã cho hai tướng ra tiếp ứng, bên Mã Siêu cũng ra tiếp chiến. Cuộc đấu giữa Mã Siêu và Hứa Trừ do vậy kết thúc, dù hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Mã Siêu sau trận đánh nói với Hàm Toại: "Tôi chưa từng thấy ai đánh nhau dữ dội như Hứa Trừ, quả là hồ dại." Về phần Mã Siêu, chúng kế ly gián của Tào Tháo nên đại quân Tây Lương do Mã Siêu và Hàm Toại chỉ huy dần bị đánh tan. Mã Siêu sau này đã về đầu quân cho Lưu Bị, trở thành một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán, ngang hàng Quan Vũ, Trương Vi, Triệu Vân, Hoàng Trung. Kính thưa quý vị, Tào Ngụy Vương là một người yêu mến hiền tài, luôn khát khao có được người tài. Bởi vậy, bên cạnh ông ngoài Hứa Trừ thì còn có rất nhiều võ tướng mưu lược và tài trí, thiện chiến trên chiến trường. Theo chính sử Trung Quốc ghi nhận, trong hàng ngũ tử lương tướng của Tào Ngụy có một danh tướng được gọi là Đệ Nhất Nhân, đã vào sinh ra tử cùng vị quân chủ họ Tào. Thậm chí, mãnh tướng này còn khiến tôn chủ Đông Ngô khóc hận. Quý vị có tò mò muốn biết đó là dũng tướng nào trong lịch sử Tam Quốc không ạ? Hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Tào Ngụy nhiều danh tướng, song người đứng đầu không ai khác ngoài Trương Liêu. Tam Quốc Chí xếp Trương Liêu vào nhóm ngũ tử lương tướng của Ngụy, bên cạnh Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trương Cáp và Từ Hoàng. Ngoài ra, vị tướng này còn khiến vị tôn chủ Đông Ngô khóc hận suốt đời. Hãy cùng lịch sử Trung Quốc quay ngược thời gian để tìm hiểu về vị tướng này nhé. Vị tướng có tuổi trẻ long đong lận đận. Thời trẻ, Trương Liêu từng làm chức quận sứ, con đường sự nghiệp của ông có phần long đong khi những vị chủ công mà Liêu theo phò tá lần lượt bị tiêu diệt. Cuối thời Đông Hán, nhờ võ nghệ hơn người, Liêu được Thứ Sử Tịnh Châu, Đinh Nguyên chiêu mộ về trướng, còn cho dẫn binh về kinh thành Trường An. Về sau, Trương Liêu đại tướng quân Hà Tiến phái đi Hà Bắc chiêu binh mãi mã. Năm 189, khi Trương Liêu trở về thì thế lực Hà Tiến đã bị tiêu diệt, Liêu gia nhập biên chế quân Đổng Trác. Sau khi Đổng Trác thất bại, Trương Liêu dẫn theo huynh đệ đầu quân cho Lữ Bố làm chức kỵ đô úy. Năm 198, đến lần Lữ Bố bị Tào Tháo bắt sống tại Hà Bì, Trương Liêu vốn trung thành với Lữ Bố. Bố chết, Tào Tháo phải tốn nhiều công sức mới thuyết phục được Trương Liêu về với Ngụy. Tào Ngụy là bến đỗ cuối của danh tướng Trương Liêu. Từ đó dưới trướng Tào Tháo, ông đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Sau này, chiến công của Trương Liêu ngày càng hiển hách nên được phong làm Bì tướng quân, phó tướng. Trương Liêu cùng Tào Tháo nam chinh bắc chiến, tham gia thảo phạt Phiên Thiệu, bình định Hà Bắc, chiếm Kinh Châu, liên tiếp lập nên nhiều đại công, trở thành một chân trong ngũ đại tướng của Ngụy. Tào Tháo diệt được Viên Thiệu xong, lại dẫn Trương Liêu theo tới Lê Dương chinh phạt liên quân Viên Đàm, Viên Thượng. Kết thúc thắng lợi, Liêu được thăng làm trung kiên tướng quân. Sau đó, Trương Liêu tiếp tục tấn công Âm An, theo Tào Tháo đánh Nghiệp Thành, hạ Triệu Quốc Thường Sơn. Năm 205, Ngụy tiêu diệt thành công Viên Đàm. Khi Trương Liêu trở về Nghiệp Thành, Tào Tháo đích thân nghênh đón và ngồi chung xe với Liêu. Trương Liêu được phong làm Đãng Khấu tướng quân. Tiếp đó, Liêu soái binh tấn công Kinh Châu, đánh bại Liêu Bị, bình định các huyện Giang Hạ, được sắc phong làm Đô Đình Hầu. Dưới trướng vị quân chủ họ Tào, Trương Liêu đã trở thành đại tướng danh tiếng lẫy lừng. Trương Liêu không chỉ thiện chiến mà còn được đánh giá là một chiến lược gia tài năng. Năm Kiến An thứ 20, khi Tào Tháo viễn chinh Viên Thượng, Liêu đã can gián: "Hứa Xương là nơi đô hội trong thiên hạ, thiên tử Hàn Hiến Đế đã hùng cứ Hứa Xương. Nay thừa tướng nghìn dặm bắc phạt, nếu Lưu Biểu phái Lưu Bị đánh lén, bắt giữ thiên tử để hiệu lệnh bốn phương thì tình thế rất nguy hiểm." Quả nhiên, sau khi Tào Tháo bắc chinh, Lưu Bị lập tức xin Lưu Biểu tấn công Hứa Đô, tiếc là Lưu Biểu không nghe theo Lưu Bị. Việc Lưu Biểu bỏ qua kế hoạch của Lưu Bị đã giúp Tào Tháo thoát được kiếp nạn lớn và cũng thể hiện được tầm nhìn chiến lược của Trương Liêu. Do bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung lấy Thục Hán và ba huynh đệ Lưu, Quan, Trương làm trọng điểm nên các cao nhân của Tào Ngụy hay Đông Ngô thường bị mờ nhạt. Trên thực tế, trong hơn 20 năm chinh chiến, Trương Liêu được mệnh danh là bách chiến bách thắng, công thủ song toàn, không có tướng nào của Thục Hán làm được như vậy. Một so tài kinh điển của Trương Phi với Tôn Quyền khiến tôn chủ Đông Ngô khóc hận. Trận đánh giữa Ngụy và Ngô tại Hợp Phi được sử sách gọi là Trương Liêu uy trấn Tiêu Giao Tân. Trận đánh kinh điển trong cuộc đời binh nghiệp của Trương Liêu là trận chiến Hợp Phì với Tôn Quyền. Năm 208, sau khi đại bại ở Xích Bích,
Tào Tháo phái Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến dẫn quân về đóng ở Hợp Vi. Tháng 8 năm 215, Tôn Quyền đích thân thống lĩnh 100.000 quân bao vây Hợp Vi, hòng tiêu diệt 7.000 quân Tào Ngụy. Lúc này, Tào Tháo đang dẫn binh chinh phạt miền Tây, không thể điều quân cứu Hợp Vi. Tình thế của Trương Liêu cùng ba quân có thể nói là thập tử nhất sinh. Trước quân số đông gấp 14 lần của địch, Nhạc Tiến, Lý Điển đã bỏ tay. Chỉ có Trương Liêu nói, nếu ngồi đợi viện binh của Tào Công đến nơi thì quân ta đã bị Đông Ngô tiêu diệt rồi. Hiện tại, kế sách chỉ có một, đó là chủ động tấn công trong lúc quân Ngô chưa kịp ổn định. Làm vậy có thể tiêu hao sĩ khí Đông Ngô, làm yên lòng quân mới thủ được thành. Ngay trong đêm, Trương Liêu dẫn 800 người đột kích doanh trại Đông Ngô. Liêu mặc áo giáp tiên phong, giết hơn 10 người, chảm hai tướng. Trận đánh khiến quân Ngô bị chấn động, Tôn Quyền không kịp trở tay, hơn 10 vạn quân bị dồn về cố thủ tại cao điểm. Sau Tôn Quyền thấy phe Tào Ngụy lực lượng mỏng manh mới quay lại dồn vây Trương Liêu. Trương Liêu tả dung hữu đột, phá được vòng vây. Thấy quân sĩ của Ngụy vẫn còn nguy khốn, Liêu quay trở lại tiền tuyến cứu bộ hạ của mình. Quân đội của Tôn Quyền không ai dám cản đường. Cuộc tấn công của Ngụy diễn ra từ đêm đến giữa trưa, quân Ngô nhụt chí. Về sau Tôn Quyền vây Hợp Vi hơn 10 ngày, không thể công thành, đành phải lui binh. Tôn Quyền cùng chư tướng lui về đến Tiêu Giao Tân Bắc, không ngờ bị Trương Liêu biết được và dẫn kỳ binh tập kích. Cam Ninh cùng Lữ Mông vất vả chống đỡ với Liêu, Lang Thống mới kịp bảo vệ Tôn Quyền thoát vây. Trận chiến này được lịch sử Trung Quốc đặt tên là Trương Liêu uy trấn Tiêu Giao Tân, là chiến dịch kinh điển mà phần thắng thuộc về phe thiểu số. Thất bại cay đắng ở Hợp Vi khiến Tôn Quyền ôm hận cả đời. Từ những chiến công kể trên, Trương Liêu được gọi là nhất đại danh tướng. Sau chiến dịch Hợp Vi, đại công hiển hách của Liêu được Tào Tháo ca ngợi hết lời, phong ông làm Trinh Đông tướng quân. Về sau, Tháo đi tuần đến chiến trường Hợp Vi cũ vẫn cảm thán không thôi. Tào Phi sau này kế vị Tào Tháo đánh giá Trương Liêu rằng trận Hợp Vi, Liêu Điển lấy 800 bộ binh phá 10 vạn quân địch, chuyện binh ra tự cổ chưa từng nghe tới. Tào Phi xưng đế, phong Trương Liêu làm Tấn Dương hầu. Trương Liêu bệnh, Tào Phi lập tức cho người y ngày đêm chữa trị, còn đích thân tới thăm và ban tặng áo gấm. Năm Hoàng Sơ thứ 3, Ngụy Văn Đế Tào Phi, bệnh Liêu vừa đỡ, quân Đông Ngô đã trở lại. Tôn Quyền dặn dò bộ hạ, Trương Liêu tuy bệnh nhưng vẫn phải cẩn thận, không thể xem thường. Cùng năm, Trương Liêu ôm bệnh ra trận, cùng Tào Tu phản Ngô, đánh bại tướng Ngô Lữ Phạm. Không lâu sau, Trương Liêu bệnh nặng mà qua đời tại Giang Đô, Tào Ngụy mất đi chiến tướng lẫy lừng nhất của mình. Kính thưa quý vị, thành tựu cả cuộc đời Trương Liêu vượt qua mọi danh tướng nhà Thục Hán mà người hâm mộ Tam Quốc diễn nghĩa biết tới. Bởi vậy, tác phẩm này vẫn luôn được đánh giá là có 7 phần thực và 3 phần hư cấu. Và có lẽ tác giả La Quán Trung cũng dành sự quan tâm đến nước Thục, đề cao phẩm chất nhân nghĩa. Còn Tào Ngụy chỉ biết tới với một gian hùng thời đại, nên nhiều anh tài cũng trở nên mờ nhạt một cách khó hiểu. Còn quý vị nghĩ sao về những danh tướng trong lịch sử Trung Quốc hoặc có những ý kiến đóng góp về chương trình, hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.